Không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bộ Não. Sự phát triển của một con người phụ thuộc vào những năm đầu đời về cả ngôn ngữ, tư duy và nhận thức. Nếu như một đứa trẻ bị tước hết tất cả những điều đó thì sao? Nếu như từ khi sinh ra chúng ta phải sống trong sự giam cầm, bị lợi dụng, bị đánh đập tàn tệ, thì cuộc sống của đứa bé đó sẽ thế nào? Đó là điều đã xảy ra với cô bé Jeannie. Câu chuyện về Jeannie bắt đầu được công chúng biết đến vào ngày 4 tháng 11 năm 1970 tại Los Angeles. Một nhân viên xã hội phát hiện ra cô bé 13 tuổi này bị giam trong một căn phòng nhỏ. Chính quyền nhanh chóng điều tra và nhận thấy rằng cô bé đã dành phần lớn cuộc đời mình trong căn phòng này, chủ yếu bị trói vào một cái ghế. Cái tên Jeannie là một cái tên giả được đặt trong hồ sơ vụ án nhằm bảo vệ danh tính và sự riêng tư của cô bé. Kẻ giam em trong căn phòng đó lại chính là bố của em, Clark Willie. Ông là một kẻ đặc biệt nhạy cảm về âm thanh, đồng thời cũng không thích trẻ con. Ngược đời thay, ông và vợ lại sinh rất nhiều con mà phần lớn trong số chúng đều đã chết vì không được chăm sóc đầy đủ hoặc là bị bạo hành. Một đứa bị nhốt vào gara do khóc quá nhiều và qua đời vì viêm phổi khi mới 10 tuần tuổi. Đứa thứ hai qua đời vì bệnh thiểu máu tán huyết. Đứa thứ ba, anh trai của Jeannie cũng mắc bệnh này. Khi cậu bé được sinh ra, Clark đã yêu cầu vợ mình phải luôn giữ im lặng, khiến cho cậu bị chậm phát triển thể chất và ngôn ngữ. Jeannie sinh sau cậu bé này 5 năm. Ngay từ khi ra đời, người bố độc ác đã tự nhận định luôn rằng em là một đứa trẻ thiểu năng. Mặc dù ngày bé, Jeannie chỉ bị suy dinh dưỡng và mắc bệnh lý thiếu máu giống người anh của mình. Clark đã trói cô bé vào ghế và đánh em bằng một tấm ván lớn nếu như em phát ra bất kỳ tiếng động nào. Vì bị đánh liên tục mỗi khi tạo ra tiếng ồn nên Jeannie dần học cách tạo ra âm thanh ít nhất có thể hoặc không thể hiện ra bên ngoài. Cha của Jeannie cho cô bé ăn rất ít. Ông ta thậm chí còn không cho cô bé ăn thức ăn đặc mà thường chỉ có ngũ cốc hoặc thức ăn trẻ em. Mỗi khi cho ăn, ông sẽ đút nhanh nhất có thể. Nếu cô bé nghẹn hoặc nuốt không đủ nhanh thì ông sẽ tát vào mặt cô. Mẹ của Jeannie là một người đàn bà lớn tuổi với đôi mắt gần như mù lòa. Khi được tra hỏi, bà khai rằng vì đôi mắt không nhìn rõ mà bà không thể ngăn cản việc làm của chồng. Đồng thời cho biết chính mình cũng là nạn nhân của sự bạo hành và đổ mọi tội lỗi cho người chồng độc ác. Sau khi kết hôn, Clark liên tục đánh đập và không cho bà rời khỏi nhà. Cả cha lẫn mẹ của Jeannie đều bị buộc tội lạm dụng. Ngay sau khi chính quyền phát hiện ra sự việc, cha của cô đã tự sát tại nhà riêng, để lại một mẩu giấy với nội dung thế giới sẽ không bao giờ hiểu được. Cuộc sống của Jeannie trước khi được phát hiện thực sự không khác gì địa ngục. Cô bé thiếu thốn đủ điều, bị trói trần truồng vào chiếc ghế bô của mình, chỉ có thể di chuyển bàn tay và bàn chân. Nếu như cô làm ồn thì sẽ bị cha đánh, không bao giờ để tiếp xúc với người bên ngoài. Trong những lần hiếm hoi tiếp xúc với người nhà thì cô cũng không nói được gì mà chỉ gầm gừ mà thôi. Sau khi câu chuyện về Jeannie được công bố, công chúng đã dành rất nhiều sự chú ý và thương cảm cho cô. Trong đó có cả cộng đồng khoa học, vì cô là trường hợp đặc biệt, bị tước đoạt tất cả quyền con người ngay từ khi mới sinh ra. Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ đã lập một quỹ để tài trợ cho nghiên cứu về trường hợp mất khả năng ngôn ngữ của Jeannie, cũng như giúp em tái hòa nhập cộng đồng. Một nhóm các nhà tâm lý học và chuyên gia ngôn ngữ đã tiến hành quá trình phục hồi tâm lý cho Jeannie. Khi Jeannie được đưa đến phục hồi tâm lý, cô bé chỉ nặng 27kg và di chuyển với bộ dạng như một con thỏ, thường xuyên khạc nhổ và không thể duỗi thẳng chân tay do bị trói quá lâu. Jeannie luôn im lặng, cư xử không phù hợp, không thể nhai, không biết gì về thế giới xung quanh, không có khả năng ngôn ngữ, chỉ nói được khoảng 20 từ, trong đó có mẹ, nước cam, đi, đừng, dừng lại. Cô bé không thể nhai và mắc chứng khó nuốt rất nặng. Từ đồ ăn cứng đến mềm, Jeannie thường sẽ ngậm thức ăn trong miệng để khi nước bọt làm rã hết thức ăn rồi mới nuốt. Nếu quá lâu mà thức ăn chưa mềm thì cô bé sẽ lấy tay nghiền nó ra hoặc nhổ thức ăn ra ngoài. Cô bé cũng không có phản ứng với nhiệt độ xung quanh khi quá nóng hay quá lạnh. Sau khi đánh giá khả năng cảm xúc và nhận thức của Jeannie, nhà tâm lý học James Kent đã mô tả cô là một đứa trẻ bị hủy hoại nặng nhất mà tôi từng thấy. Cuộc sống của Jeannie là một vùng đất hoang vu. Sự im lặng cộng với việc không có khả năng sử dụng ngôn ngữ của cô bé đã khiến quá trình đánh giá này gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dựa trên những gì đã biết, các nhà nghiên cứu nhận xét rằng Jeannie có trí óc của một đứa trẻ 1 tuổi. Nên nhớ, khi này cô bé đang 13 tuổi. Dưới sự hướng dẫn và chăm sóc của các bác sĩ tâm lý, tình trạng của Jeannie dần được cải thiện. Cô bé học được cách sử dụng nhà vệ sinh và mặc quần áo. Trong vài tháng tiếp theo, Jeannie phát triển thêm được nhiều kỹ năng nhưng vẫn còn hạn chế về ngôn ngữ. Cô bé rất thích các chuyến tham quan để khám phá môi trường mới lạ bên ngoài bệnh viện. Mặc dù được đánh giá chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ 1 tuổi, Jeannie nhanh chóng học thêm được nhiều từ mới. Ban đầu là những từ đơn lẻ, rồi dần ghép chúng lại với nhau như cách trẻ con làm. Susan Curtis là một trong hai nhà ngôn ngữ học được giao nhiệm vụ giúp Jeannie trong giai đoạn ấy. Susan đã dạy em những từ đơn giản nhất, sau đó dần dần tìm cách ghép hai từ vào nhau. Sau một năm điều trị, cô bé có thể sử dụng 3 từ trong một câu nói. Đây là những gì Jeannie sử dụng để miêu tả quãng thời gian sống với cha. Bố đánh tay, gậy lớn,
Ginny khóc. Bố lấy gậy, bố đánh Ginny, gậy gỗ lớn, đánh vào mặt. Khóc, tôi khóc. Ở một đứa trẻ thông thường, đây chính là giai đoạn chúng bắt đầu tiếp thu được nhiều từ mới hơn và sử dụng câu từ thành thạo hơn. Ginny lại không như vậy. Khả năng ngôn ngữ của cô bé vẫn bị mắc kẹt và không thể áp dụng các quy tắc ngữ pháp một cách có ý nghĩa. Cô bé đã lỡ mất khoảng thời gian quan trọng để học ngôn ngữ, cộng với việc bị lạm dụng đã tước đi khả năng nhận thức của cô. Ginny thỉnh thoảng sẽ ngủ nhờ tại nhà của Jim Butler, một trong những giáo viên điều trị. Jim sau đó nói rằng cô bé bị sởi rubella và cần được cho cách ly tại nhà của ông. Jim Butler nhanh chóng trở nên bảo vệ Ginny quá mức, có hành động ngăn cản sự nghiên cứu của đội, gây ảnh hưởng trong việc gặp gỡ và tiếp xúc với cô bé. Nguyên nhân có thể là do Jim muốn độc chiếm Ginny để cướp hết công trạng. Một lần nữa, Ginny lại bị giam cầm. May mắn thay, cô bé đã được tách khỏi Jim và sống tại nhà của một nhà tâm lý học David Rickler trong 4 năm tiếp theo. Tại đây, cô bé phát triển thêm một số sở thích mới, như là nghe đàn piano và vẽ. Nhờ vậy mà các bác sĩ có thể giao tiếp với cô tốt hơn thông qua các bức tranh, đồng thời ngôn ngữ cơ thể của em cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy vậy, khả năng nói của Ginny thì vẫn vậy. Cô bé có xu hướng thích vẽ ra những suy nghĩ trong đầu mình hơn là dùng miệng. Tư duy của Ginny có sự phát triển và cô bé bắt đầu hiểu về cái chết. Khi học được nhiều từ vựng hơn, cô bé bắt đầu nói về cha mình và cách ông đối xử với cô chi tiết hơn. Bố đánh vào tay, gậy gỗ lớn, Ginny khóc, không được nhổ ra. Bố đánh vào mặt, nhổ ra. Bố đánh bằng gậy lớn, bố đang tức giận. Bố đánh Ginny bằng gậy lớn, bố lấy gậy gỗ đánh, khóc. Bố đánh Ginny khóc, bố chết rồi. Cuối cùng, vào năm 1974, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ đã quyết định rút tài trợ do không đạt được nhiều kết quả khả quan. Ginny giờ trở nên bơ vơ và được chuyển lại về sống với mẹ ruột. Mẹ Ginny sau đó đã kiện đội ngũ nghiên cứu cũng như bệnh viện nơi em từng ở do thử nghiệm quá đà trên cơ thể em. Vì chăm sóc cô bé quá khó khăn nên mẹ Ginny đã chuyển cô đến một loạt các nhà nhận nuôi nơi cô thường bị lạm dụng cực độ và bỏ bê. Tất cả sự tiến bộ trong quá trình điều trị ban đầu của Ginny giờ trở nên vô nghĩa vì cô bé lại bị đối xử thậm tệ. Trong quá trình này, em tiếp tục bị bạo hành và ngược đãi, thậm chí có trường hợp bố mẹ nuôi đánh em đến mức mà em nôn thức ăn ra ngoài. Ginny sợ phải nói chuyện và quay trở lại im lặng. Mẹ của Ginny sau đó đã kiện Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles và nhóm nghiên cứu, yêu cầu họ phải bồi thường. Đầu tháng 1 năm 1978, mẹ của Ginny đột ngột cấm mọi quan sát và thử nghiệm khoa học đối với em. Người ta biết rất ít về hoàn cảnh của cô bé kể từ lúc đó. Không ai biết chính xác tung tích của Ginny. Nhà ngôn ngữ học Suzy Curtis đã dành hơn 20 năm tìm kiếm em, nhưng không có kết quả. Hiện nay, Ginny được cho là đang sống ở một địa điểm không được tiết lộ dưới sự bảo vệ của bang California. Không nhiều người biết đến tình trạng của cô bé ra sao, nhưng chúng ta biết mẹ của cô qua đời vào năm 2003 và anh trai cô qua đời vào năm 2011. Vào năm 2000, một số người đã thuê thám tử để theo dõi cô và biết được rằng cô đang rất hạnh phúc. Chỉ nói được một vài từ nhưng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu rất tốt. Tuy nhiên, theo lời của bác sĩ tâm lý Jay Shirley, người đã đến thăm vào những ngày sinh nhật thứ 27 và 29 của cô, thì phần lớn thời gian Ginny thường im lặng, chán nản. Cuộc đời của Ginny là một lời nhắc nhở rằng, ngay cả khi một người đã phục hồi toàn diện về thể chất, thì những tổn thương tâm lý và ám ảnh quá khứ vẫn có thể tồn tại bên trong họ, mãi mãi. Chuột không thích ồn ào, chúng thích môi trường tĩnh lặng hơn là còi xe ầm ĩ rồi thì nhạc giật đùng đùng, rất giống tôi với các bạn. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra một điều rất khác biệt, rằng chuột sẽ rất thích nhạc jazz sau khi chúng hít mai thúy. Đây là kết quả của một nghiên cứu gây tranh cãi vào năm 2011 tại trường cao đẳng y tế Albany. Họ đã thực hiện hai thí nghiệm. Ở thí nghiệm thứ nhất, các nhà khoa học cho 36 con chuột nghe tác phẩm Phoebus của Beethoven và bài nhạc jazz 4 của Miles Davis. Kết quả là lũ chuột không thích bật nhạc hơn. Nhưng mà nếu chỉ so sánh cụ thể giữa hai bài hát, thì lũ chuột sẽ thích nhạc Beethoven hơn là nhạc jazz. Giờ đến thí nghiệm thứ hai, những con chuột này được cho uống cocaine, sau đó cho nghe nhạc jazz của Miles Davis trong khoảng vài ngày. Kết quả lần này, lũ chuột thể hiện rõ là chúng cực kỳ thích nhạc jazz, ngay cả khi thuốc đã ra khỏi cơ thể của chúng. Các nhà khoa học từ đó kết luận rằng chuột có thể mê bất kỳ loại nhạc nào mà chúng được cho nghe sau khi sử dụng mai thúy, kể cả khi trước đó chúng không thích đi chăng nữa. Cho nên nếu bạn có nuôi một con chuột làm thú cưng và nó không thích bài hát yêu thích của bạn ấy, thì giải pháp chính là cho nó chơi mai thúy, đảm bảo sau đó nó sẽ trở thành fan cứng của nghệ sĩ đó luôn, có khi còn hâm mộ hơn cả bạn ấy chứ. Sau khi nghiên cứu trên được công bố, nó đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích vì thử nghiệm thuốc phiện lên động vật, thậm chí còn lọt vào danh sách top 10 nghiên cứu lố bịch nhất về động vật năm 2011 do In Defense of Animals biên soạn, một nhóm phản đối các thí nghiệm lên động vật có trụ sở tại California. Kiểu thí nghiệm về Miles Davis và Beethoven với lũ chuột á? Đùa nhau à?
trưởng cao đẳng y tế Albany quyết tâm bảo vệ nghiên cứu của họ, nói rằng nó chỉ nhằm mục đích để tìm hiểu xem âm nhạc có thể gợi lên cảm giác thèm thuồng ở động vật hay không. Theo các tác giả, nghiên cứu này đã chứng minh được rằng chuột có thể thích bất kỳ loại âm nhạc nào sau khi nó được huấn luyện quen dần về cơ chế khen thưởng, trong trường hợp này là sự kích thích của cocaine. Từ đó dần phát triển đến mục tiêu cuối cùng là tìm ra loại thuốc có thể giúp giảm bớt cảm giác thèm thuồng ma túy ở con người. Họ vẫn cần phải đi nhiều bước nữa mới có thể thực sự làm được điều đó, và chuỗi ngày nghiện của lũ chuột sẽ còn kéo dài. Bạn có tin vào một thuyết âm mưu nào đấy không? Kiểu như con người lên mặt trăng thực ra là chỉ dàn dựng, hay là người ngoài hành tinh đã đến trái đất ấy? Điểm chung là những người tin vào chúng sẽ có rất nhiều dẫn chứng chặt chẽ, đến nỗi mà bạn nghe xong chắc cũng sẽ nghi ngờ về nhân sinh quan của mình. Cơ mà thỉnh thoảng sẽ có những thuyết âm mưu mà nó vớ vẩn và ngớ ngẩn đến mức mà bạn không hiểu người tạo ra nó bị đần hay là đang chơi khăm cả thế giới nữa. Trường hợp ngày hôm nay sẽ là như vậy. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện về một thành phố rõ ràng là tồn tại và có lịch sử đàng hoàng, nhưng mà lại bị bảo là đồ giả do chính phủ lập nên. Giới thiệu sơ qua về nhân vật chính nhé. Đây là Bielefeld, một thành phố nhỏ nằm ở phía tây bắc vùng North Rhine-Westphalia, nước Đức. Nó có một trường đại học, một bệnh viện lớn, một tòa lâu đài lịch sử và một nhà thờ mang phong cách Đức. Thế mà trong 30 năm qua, thành phố lại trở thành một trò đùa khi mà liên tục bị xem là không tồn tại. Lập luận của những người tin theo thuyết âm mưu đó là thế này. Hãy trả lời 3 câu hỏi. Bạn có biết ai sống ở thành phố Bielefeld không? Bạn đã từng đến thành phố Bielefeld chưa? Bạn có quen biết người nào đã từng đến nơi này chưa? Nếu cả 3 câu trả lời đều là chưa thì có nghĩa là thành phố này không tồn tại. Đấy, tôi đã nói với các bạn rồi, câu chuyện ngày hôm nay dở hơi lắm. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1994 khi mà sinh viên Akim Held vào một ngày chập chang nọ đã lên Usenet, một diễn đàn cho người sử dụng hệ điều hành Unix, và ghi một dòng chữ cực kỳ ngắn gọn: Bielefeld, làm gì tồn tại? Dòng chữ này nhanh chóng lan truyền khắp cõi mạng Đức. Một thuyết âm mưu cho rằng thành phố này không có thật bắt đầu được hình thành. Không biết là đùa hay thật, nhưng mà cộng đồng những người này khá đông đảo, khiến cho những ai không tin cũng bắt đầu phải tin theo cái thuyết dở hơi này. Mặc dù thành phố có đến 330.000 dân và lịch sử tồn tại khá ấn tượng, kéo dài 800 năm. Để biện minh cho niềm tin của mình, nhiều người cho rằng lý do thành phố này không có thật là tại vì nó quá mờ nhạt, chẳng có gì nổi trội cả. Thế nên nó chắc chắn phải là đồ giả, chính phủ chỉ đang thao túng tâm lý người dân để họ tin rằng nó có thật mà thôi, kể cả khi rất nhiều người nổi tiếng đã từng đến thăm nơi này rồi. Ngay cả nguyên thủ tướng Đức Angela Merkel còn phải nói về nơi này khi bà phát biểu trong một buổi trao giải tại Berlin. Nó tồn tại, tôi nhớ là đã từng đến thăm rồi, và tôi hy vọng có thể quay lại vào một ngày nào đấy. Nhưng kể cả như thế vẫn không thể khiến cho những bộ não thông thái trên Internet tin rằng Bielefeld là có thật. Cái thuyết này nổi tiếng đến mức mà nó trở thành một phần văn hóa Đức, và giờ mỗi khi nhắc đến Bielefeld là người ta chỉ nhớ rằng đấy là một cái thành phố ảo do chính phủ tạo ra mà thôi. Thậm chí 10 năm sau khi thuyết âm mưu này được tạo ra, văn phòng thị trưởng của thành phố vẫn nhận được các cuộc điện thoại và email bày tỏ sự nghi ngờ rằng liệu thành phố có tồn tại hay không. Dĩ nhiên là chính quyền Bielefeld và người dân tại đó cũng khá bất mãn, rõ ràng chỉ là cái thuyết tào lao thôi mà ai cũng tin lấy tin để. Vào tháng 8 năm 2019, chính quyền thành phố đã ra thông báo trao giải thưởng trị giá 1 triệu euro cho bất kỳ ai chứng minh được Bielefeld không tồn tại. Cả thế giới có thể đưa ra mọi bằng chứng, hình ảnh về việc nơi đây không có thật, và thành phố vẫn sẽ tự tin rằng họ có thể bác bỏ 99,99% các giả thuyết đó. Bất kỳ ai tham gia cuộc thi bất thường này đều phải nộp lý thuyết của họ về sự không tồn tại của Bielefeld trước ngày 4 tháng 9 năm 2019. Các tác phẩm dự thi có thể ở nhiều hình thức khác nhau, hình ảnh, video hoặc văn bản, nhưng đó phải là những bằng chứng không thể chối cãi được. Khá dễ đoán, cuối cùng thì không ai thắng cả, cho nên thành phố Bielefeld chắc chắn là đồ thật, và cái thuyết âm mưu kia có thể xem là chuyện tiếu lâm không hơn không kém. Để kỷ niệm, thành phố đã dựng lên một khối đá nặng 600kg ở trung tâm lịch sử gần tượng đài Lineweber, trong đó có mã QR dẫn đến trang web chính thức của thành phố. Nói như vậy không có nghĩa là thuyết âm mưu này không có mặt tích cực. Nhờ nó mà nhiều người bắt đầu chú ý đến thành phố hơn, giúp ngành du lịch phát triển và là cơ hội tốt để quảng bá về văn hóa địa phương. Còn bây giờ là thời lượng của một số sự thật nhỏ nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Sau khi bán lại KFC, nhà sáng lập Colonel Sanders vẫn giữ vai trò làm gương mặt đại diện cho hãng. Tuy vậy thì công thức để làm món gà rán KFC đã bị thay đổi ít nhiều, cụ thể là nước sốt, giờ đã được đơn giản hóa để giảm thời gian và chi phí sản xuất. Là một người đàn ông có lòng tự tôn mãnh liệt về thứ nước sốt thần thánh do chính mình tạo ra, đến mức còn khẳng định rằng khách hàng không muốn ăn gà mà chỉ muốn hút nước sốt, thì ông Sanders rất không hài lòng về sự thay đổi này. Colonel Sanders thỉnh thoảng sẽ bất ngờ ghé thăm các cửa hàng KFC, và nếu món ăn tại đây làm ông thất vọng thì ông sẽ chửi luôn bên nhượng quyền thương hiệu của mình là đồ cẩu thả chết tiệt, hoặc đơn giản là vứt đĩa thức ăn xuống sàn. Vào năm 1973, Sanders đã kiện Helbland Incorporated,
công ty mẹ lúc bấy giờ của KFC về việc lạm dụng hình ảnh của ông để quảng cáo những sản phẩm mà không hề liên quan gì. Cơ mà 2 năm sau, năm 1975, thì phía Hillblend Incorporated đã kiện ngược lại ông vì dám chê nước sốt của họ là có hương vị như giấy dán tường. Những tưởng kiện như vậy thì ông sẽ rút lui và không bình phẩm gì thêm, nhưng mà họ đã lầm. Sau đó ông vẫn chê như thường, thậm chí còn chê cả lên báo cơ. Trích lời của ông trong bài báo đăng lên Louisville Courier Journal vào ngày 8 tháng 10 năm 1975. Chúa ơi, thứ nước sốt đó thật kinh khủng. Họ mua nước máy với giá rẻ mạt từ 15 đến 20 cent cho 4.000 lít, sau đó trộn nó với bột mì và tinh bột để có được thứ hương vị như là giấy dán tường nguyên chất. Và thề có Chúa, tôi biết giấy dán tường có vị thế nào, tại vì ngày trước mẹ tôi nấu ăn y như vậy. Không có tí dinh dưỡng nào trong đó và họ không được phép bán nó. Công thức gà rán giòn bây giờ không có gì ngoài một cục bột chiên chết dẫm bám dính lên trên một con gà cả. Mong là sự thật này không làm cho các quán KFC ở Việt Nam bị mất khách. Tiếp theo, có một cuộc thi marathon đua giữa người và ngựa được tổ chức hàng năm bắt đầu từ năm 1980. Những nơi diễn ra cuộc thi này là Scotland, New Zealand và Mỹ. Trong lịch sử, chỉ có 3 lần con người giành chiến thắng vào các năm 2004, 2007 và 2022. Có những năm khác thì ngựa luôn giành quán quân. Còn nữa, trên mặt trăng có một cái lỗ khá là to và nó có tên là Hell. Không, không phải là địa ngục đâu, mà nó được đặt theo tên một linh mục và nhà thiên văn học người Hungary, Maximilian Hell. Cuối cùng sẽ là vài phút để đọc cũng như phản hồi một số comment được chọn. Xin chúc mừng các bạn đã được lên TV nhé. Fact, Thủ tướng Thái Lan đã bị cho ngưng công tác vì làm ngôi sao truyền hình. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2008, Samak Suntharawet trở thành thủ tướng thứ 25 của Thái Lan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đầu bếp truyền hình nổi tiếng được bước chân vào bộ máy lãnh đạo quốc gia. Samak vốn nổi tiếng từ tận những năm 1990 với những chương trình TV quảng bá ẩm thực Thái Lan, nổi tiếng nhất là Chim Pai Bom Pai, nơi mà ông vừa nấu ăn vừa đả kích chính quyền. Sau một quãng thời gian dài hoạt động chính trị, Samak cuối cùng cũng trở thành thủ tướng vào năm 2008. Dù vậy, ông lại không tập trung vào công việc của đất nước mà tiếp tục thực hiện các chương trình nấu ăn của riêng mình. Chính điều này đã khiến cho Samak bị cho ngưng công tác vì thủ tướng không được làm việc dưới một công ty tư nhân nào cả, trong trường hợp này là Thailand ITV. Ông còn được cảnh báo trước đó rồi cơ, nhưng mà vẫn cứ nấu ăn để rồi mất ghế thủ tướng chỉ sau 8 tháng. Đã từng có một trận kéo co khốc liệt đến nỗi làm cho hai người bị đứt lìa tay. Vào ngày 25 tháng 10 năm 1997, để mừng ngày tái độc lập, một cuộc thi kéo co khổng lồ đã được tổ chức tại Đài Bắc. Hơn 1.600 người đã tham gia vào hoạt động này. Từng ấy đôi tay, 80.000 kg lực kéo trên một sợi dây thừng. Chỉ trong vài giây, sợi dây đứt ngay lập tức và làm cho hai người đàn ông bị đứt tay trái của mình. Và nó có cả ảnh, mình sẽ không cho các bạn xem đâu, nhưng mà các bạn cũng sẽ tìm thôi đúng không? Vì trí tò mò mà, không cưỡng lại được. Chỉ là nó có rất nhiều máu đấy, cảnh báo trước. Fact, cảnh sát đi tìm kẻ dán cá lên ATM. Từ tháng 8 năm 2003, trên Instagram bỗng dưng xuất hiện một tài khoản có tên FishBandit84, chuyên đăng tải hình ảnh cá được dán vào máy ATM. Tính đến tháng 1 năm nay, người dùng này đã dán cá lên tổng cộng 13 cái máy ATM. Tuy nhiên, chàng phản diện bán thời gian này cuối cùng cũng bị bắt, và đó chỉ là một thiếu niên 17 tuổi tìm cách câu like. Cậu bé đã bị buộc tội phá hoại tài sản và bị gửi vào trại cải tạo. Và đó cũng là kết thúc của số bổ não ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe nhé. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.